Ủa, anh biết gì chưa? Gì? Lazada vừa áp dụng phí cố định 1.49% kìa. Trời, ai không biết. À? Vậy còn Lazada có văn phòng ở Hà Nội anh biết chưa? Ôi, chuyện xưa như trái đất. Ủa, này mà. Lazada áp dụng tài trợ cho voucher tích lũy 50-50 á, chắc chắn chưa biết đúng không? Trời, ai mà không biết trời. Sao cái gì anh cũng biết hết vậy? Chỉ cần bỏ ra 30 phút thứ 6 hàng tuần để xem chương trình Chuyển động Ecom, bạn sẽ biết được những thông tin về thương mại điện tử và Lazada. Hay là vậy?